Tối ngày 16 tháng 1, giải lân sư rồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2020 do Cần Thơ đăng cai tổ chức, diễn ra lễ khai mạc tại công viên Lưu Hữu Phước. Đến dự có đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở ban ngành và đông đảo nhân dân trong thành phố. Giải lân sư rồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2020 quy tụ gần 500 vận động viên của 22 đơn vị lân sư rồng mạnh tham dự. Các đội tranh tài ở 7 nội dung mai qua thung nam nữ, lân nhảy bục, lân leo cột cá nhân, nam nữ và đồng đội, lân sư các bài múa tự sáng tác và múa rồng. Đây là giải truyền thống lần thứ 7 do thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức nhằm phát huy và bảo tồn loại hình nghệ thuật lân sư rồng của dân tộc Việt Nam. Qua đó, thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ về quy mô, trình độ chuyên môn của các câu lạc bộ lân sư rồng trong cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Giải đấu còn tạo điều kiện cho các vận động viên gặp gỡ, thi đấu với tinh thần đoàn kết, thân thiện, giao lưu, trao dồi học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Với số lượng trình độ chuyên môn của các vận động viên ngày càng được nâng lên, giải năm nay hứa hẹn cống hiến cho khán giả, người hâm mộ thành phố Cần Thơ những tiết mục đặc sắc, sôi nổi, hấp dẫn, đầy kỹ thuật, điêu luyện và đẹp mắt. Giải diễn ra trong 3 ngày và các tiết mục đặc sắc nhất sẽ được chọn công diễn vào tối ngày 18 tháng 1, tức 24 tháng 4.